Hiện nay công ty bên Thiện, tức là VWeb Digi, thì Thiện đang có chương trình là tuyển sau 3 đại lý trên toàn quốc, có nghĩa là mỗi một tỉnh thành tại Việt Nam thì sẽ tuyển một đại lý duy nhất các bạn nha, và chỉ tuyển đúng sau 3 bạn mà thôi. Khi mà tuyển đủ 6 bạn rồi thì chương trình này sẽ đóng lại các bạn nha. Và chương trình này sẽ có những cái điều kiện và quyền lợi gì? Ok, quyền lợi đó là các bạn sẽ được thẳng một website hoàn toàn miễn phí với tên miền mà bạn yêu thích, tên miền nào cũng được, được không ạ? Và website này có giá trên thị trường là khoảng 10 triệu đồng. Và quyền lợi thứ hai đó là các bạn sẽ được Thiện trực tiếp đào tạo miễn phí cho các bạn, đào tạo về kiến thức SEO này, đào tạo về kiến thức quảng cáo Google Ads này, quảng cáo Facebook này, quảng cáo YouTube này, tạo kênh YouTube này, rồi email marketing này, nói chung là về kiến thức digital marketing, được không ạ? Và đặc biệt hơn, các bạn sẽ được Thiện hỗ trợ 24 trên 24. Ngay khi các bạn có khách hàng nhưng các bạn không biết làm gì với khách hàng đấy, không biết tư vấn như thế nào, thì Thiện sẽ là người hướng dẫn các bạn, hỗ trợ các bạn để chốt đơn cho các bạn luôn và để các bạn có thu nhập, được không ạ? Ok, thì quyền lợi nó quá dài là tuyệt vời rồi. Như vậy thì yêu cầu là gì? Thì yêu cầu đây, Thiện có 3 yêu cầu chính. Yêu cầu thứ nhất đó là các bạn phải nghiêm túc cho công việc các bạn nha. Thiện không có làm việc với những người không nghiêm túc, được không ạ? Chỉ nghiêm túc mới mang lại kết quả thôi các bạn. Yêu cầu thứ hai đó là không làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của công ty. Có nghĩa là mọi cái hoạt động, mọi cái hợp đồng các bạn mà bàn giao với khách hàng, các bạn trao đổi với khách hàng hay các bạn ký kết với khách hàng thì các bạn phải thông qua Thiện trước tiên. Thiện duyệt ok thì bắt đầu hợp đồng đó mới chính thức có hiệu lực, được không ạ? Nếu như mà Thiện phát hiện ra bạn nào tự ý dùng thương hiệu của công ty ảnh hưởng xấu đến thương hiệu công ty thì chắc chắn rằng bạn ấy phải chịu tất cả những trách nhiệm trước cái pháp lý các bạn nha, được không ạ? Và điều kiện thứ ba đó là các bạn phải ký quỹ đại lý là 50 triệu đồng cho một đại lý các bạn nha. Thì với 50 triệu đồng này chúng ta sẽ làm gì với nó? Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì cách sử dụng 50 triệu đồng này như sau các bạn nha. Các bạn sẽ được trừ trực tiếp vào chi phí thiết kế website hoặc là chi phí bán khoa học, được mặt ví dụ thực tế đây. Ví dụ bạn có một khách hàng và khách hàng của bạn thiết kế website với giá là 10 triệu đồng. Trong đó 4 triệu là chi phí mà các bạn thiết kế web tại VWeb Digi, có nghĩa là những chi phí tên miền nè, chi phí hosting nè, chi phí IT hay lập trình viên đó các bạn. Rồi, vậy 6 triệu còn lại chính là tiền lời của các bạn. Thì các bạn không cần phải đưa cho VWeb Digi bất cứ đồng tiền nào cả. Các bạn lấy hết 10 triệu đó từ khách hàng các bạn nha. Và lúc này tiền quỹ các bạn còn lại sẽ là 50 triệu đồng trừ cho 4 triệu, chính là 4 triệu tiền chi phí mà VWeb Digi đã thiết kế website đó cho khách hàng của bạn. Thì lúc này tiền quỹ của các bạn chỉ còn lại 46 triệu. Được không ạ? Và cứ như vậy trong cái thời gian các bạn hoạt động. Vậy những cách kiếm tiền với VWeb Digi là những cách nào? Ok, đây là những cách kiếm tiền với VWeb Digi các bạn nha. Đầu tiên đó là các bạn kiếm tiền bằng việc là thiết kế website. Các bạn bán website cho VWeb Digi. Đấy, thì mỗi website như vậy các bạn có thể kiếm từ 4 triệu đồng trở lên tùy vào giao diện website có phức tạp hay không các bạn nhé. Và cách kiếm tiền thứ hai tại VWeb Digi đó là các bạn bán khóa học đào tạo sale, được không ạ? Hiện nay tình hình dịch diễn ra rất là phức tạp cho nên là cái nhu cầu mà học sale rất là nhiều các bạn nha. Cho nên là tại VWeb Digi hiện nay bán khóa học sale cực kỳ là đắt, được không ạ? Và mỗi khóa học sale như vậy các bạn sẽ được chiết khấu là 2 triệu đồng. Và cách kiếm tiền thứ ba đó là các bạn sẽ bán khóa học đào tạo chuyên gia digital marketing các bạn nha. Với mỗi khóa học các bạn bán đi các bạn cũng được 2 triệu đồng, được không ạ? Và cách kiếm tiền thứ tư đó là các bạn có thể bán phần mềm hoặc là các bạn bán Gmail mà có dung lượng không giới hạn các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể bán bất cứ thứ gì mà VWeb Digi có, được không ạ? Rồi nếu như mà một năm hoạt động như vậy mà các bạn không bán được gì cả, lúc này 50 triệu tiền quỹ còn nguyên ở đó thì phải tính như thế nào? Rất là dễ đó các bạn. Nếu như các bạn vẫn tiếp tục làm đại lý cho VWeb Digi thì 50 triệu này vẫn còn nằm nguyên trong cái tiền quỹ đó, được không ạ? Còn nếu như các bạn không đồng ý, có nghĩa là lúc này các bạn không làm đại lý cho VWeb Digi nữa, thì lúc này các bạn sẽ được nhận về 50 triệu đồng tiền quỹ này. Và đồng thời các bạn phải trả lại website mà VWeb Digi đã tặng bạn lúc đó, được không ạ? Vì các bạn đã không làm đại lý cho VWeb Digi nữa thì website này Thiện sẽ thu hồi lại, được không các bạn? Và nếu như mà các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy liên hệ với Thiện thông qua số hotline hoặc là số Zalo đó là 0907 684 2333.
279 các bạn nhé. Ok, như vậy là video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mà bạn thấy video này hay, bạn hãy like share đến những bạn bè và người thân của mình các bạn nhé. Và đừng quên các bạn hãy đăng ký kênh Lâm Thanh Thiện để xem các video mới nhất các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.